Vừa nhất bác gây sốt với clip trượt ván, nhưng thái độ đặc biệt của Triều Lệ Dịnh ở bên chiếm trọn spotlight. Có thể thấy mối quan hệ của Triều Lệ Dịnh và Vừa nhất bác rất thân thiết. Một clip hiện đang nhận được vô số lượt thả tim và bàn luận trên mạng xã hội chính là hậu trường của bộ phim Hữu Phỉ do Triều Lệ Dịnh và Vừa nhất bác đóng chính. Hình ảnh khuôn ngầu của mỹ nam Trần Tình Lệnh khiến người hâm mộ suýt xoa. Tuy nhiên, điều đáng nói, nhan sắc và biểu cảm của bà xã Phùng Thiệu Phong khi thấy cậu em kém 10 tuổi trượt ván chiếm trọn spotlight. Có thể thấy rằng bà mẹ bỉm sữa sở hữu nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ đáng khen ngợi. Màn hớt tóc khuôn ngầu của Vương Nhất Bác khiến Triều Lệ Dịnh cũng phải siêu lòng, cười tít mắt, cô nàng chiếm trọn sự chú ý bởi hình ảnh trẻ trung giàu sức sống. Màn bật ván có quê sể chút nhẹ của Vương Nhất Bác, thật ra may Triều Lệ Dịnh cố nhắm mắt làm ngơ, biểu cảm dễ thương của bà xã Phùng Thiệu Phong khiến nhiều fan thích thú. Nhìn những hình ảnh này, fan của bộ phim càng thêm thích thú khi biết mối quan hệ của hai chị em cách nhau tới 10 tuổi này vô cùng thân thiết. Không chỉ tại phim trường, ngay cả khi dự sự kiện, Triều Lệ Dịnh cũng rất sẵn lòng giới thiệu Vừa nhất bác với các vị tiền bối trong ngành. Mỹ nam Trần Tình Lệnh cũng tỏ ra yêu mến đàn chị. Dù rằng rất thờ ơ với các người đẹp khác, song khi ở bên Triều Lệ Dịnh, anh chàng luôn có những hành động quan tâm đầy tinh tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.